không thấy thì sao chứ? Ba con chỉ đến trong bóng tối thôi mà. À, cô, bên con mới về hàng mới. Nó đây rồi. Đây là thứ cô cần. Dạ, cô đợi một chút nha. Con gửi cô. Này, cô gửi tiền con. Con cảm ơn cô nha. Chào cô. Ông hả? Phải ông không? Ông xức kem giùm tôi nha. Nãy giờ tôi xức chắc mặt lem dữ lắm. Ông xức giùm tôi để người ta cười tôi á. Con nè mẹ, để con xức kem cho mẹ. Mặt đã dính thèm lem hết rồi. Không, không. Con không được xức kem cho mẹ. Hãy để ba của con xức kem cho mẹ. Mẹ đừng có làm như vậy nữa được không? Mẹ làm như vậy con đau lòng lắm á. Bác sĩ nói là mẹ không được khóc. Mẹ mà khóc như vậy hoài á, mẹ không nhìn thấy được nữa đâu. Không thấy thì sao chứ? Ba con chỉ đến trong bóng tối thôi mà.